Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đây là một hội chứng quan trọng và thường gặp trên lâm sàng, nên mình mong rằng qua bài này các bạn có thể nắm rõ và có thể chẩn đoán chính xác được hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên lâm sàng. Đối với sinh viên Y3, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa là một mục tiêu quan trọng để có thể bước đầu chúng ta chẩn đoán được bệnh nhân bị xơ gan. Bây giờ mình bắt đầu vào bài ha. Bây giờ mình có đôi lời tác giả, đó là video này cũng như video khác trong bộ video đều được thực hiện bởi những bạn sinh viên nên không tránh khỏi các thiếu sót về nội dung cũng như cách trình bày. Mình mong các bạn có thể thông cảm cho tụi mình. Sau đó mình cũng mong nhận được sự đóng góp lịch sự của các bạn dưới phần comment để chúng mình có thể cải thiện hơn trong những bộ video tiếp theo. Mình xin cảm ơn các bạn. Để thực hiện video này thì mình đã tham khảo từ bài giảng hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa của bác sĩ Bửu Hoàng, là giảng viên bộ môn nội trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Một bài với tên tương tự bài hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong sách Bệnh học nội khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra mình còn tham khảo sách Schlesinger and von Trans, Gastrointestinal and Liver Disease, bài Portal Hypertension and Variceal Bleeding. Tuy nhiên mình chủ yếu tham khảo là bài giảng về hội chứng tăng áp lực cửa, là slide thầy cho tụi mình, và bài hội chứng tăng áp lực tĩnh cửa ở trong sách bệnh học. Cho nên nếu các bạn đã từng tham khảo hai bài này rồi thì sẽ thấy sự giống nhau khá nhiều. Mình cũng muốn cảm ơn thầy Hoàng đã giúp mình có thể hoàn thành bộ video này. Mục tiêu của bài này là, thứ nhất là chúng ta cần nêu chỉ số bình thường của áp lực tĩnh mạch cửa và nêu về định nghĩa tăng áp lực tĩnh mạch cửa là gì. Thứ hai, chúng ta trình bày cơ chế bệnh sinh tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thứ ba, chúng ta phân tích các triệu chứng lâm sàng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thứ tư, chúng ta trình bày ba nhóm nguyên nhân gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Và thứ năm, chúng ta liệt kê các cận lâm sàng khảo sát tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tuy nhiên ở đây mình muốn nhấn mạnh vào mục tiêu số 3 và số 4, vì khi lâm sàng thì đây là hai cái mục tiêu mà bạn cần giải quyết trước một bệnh nhân xơ gan hay là bệnh gan mạn có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, để các bạn có thể chẩn đoán ra đây phải hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay không là một cái rất quan trọng, và tìm ra nguyên nhân gây ra nó, vì đây là cái đích của việc điều trị cho bệnh nhân. Nội dung của bài này chúng ta sẽ lược qua, đó là đại cương, sau đó nhắc lại giải phẫu học, vì chúng ta có ba nguyên nhân mình sẽ nói sau, đó là trước gan, tại gan và sau gan, cho nên nhắc lại giải phẫu học rất là cần thiết. Thứ ba, mình sẽ nói về cơ chế bệnh sinh cho các bạn. Thứ tư là nguyên nhân. Thứ năm là biểu hiện lâm sàng. Thứ sáu là chúng ta nói về các cận lâm sàng. Và thứ 7 là chúng ta tổng hợp lại và trên lâm sàng chúng ta cần làm cái gì để chúng ta tiếp cận bệnh nhân nghi ngờ tăng áp lực tĩnh mạch cửa, chúng ta chẩn đoán cho chính xác bệnh nhân đó để có hướng mà chúng ta giải quyết cái tình trạng đó cho bệnh nhân. Như mình đã nói đó, đó là nội dung thứ 4 và thứ 5 là rất quan trọng ở trong phần này. Phần đại cương, đầu tiên chúng ta nói phần đại cương nha. Định nghĩa tăng áp lực tĩnh mạch cửa được định nghĩa là khi áp lực tĩnh mạch cửa chúng ta đo được là lớn hơn 30 cm nước, tương đương với 22 mm thủy ngân. Chúng ta có 1 mm thủy ngân bằng 1,36 cm nước. Cho nên khi lâm sàng, đôi khi các bạn sẽ gặp một trong hai đơn vị này, thì các bạn có thể chuyển qua lại với nhau và chúng ta xác định được chỉ số cho nó rõ ràng. Khi lớn hơn 30 cm nước thì là gọi là tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tuy nhiên bình thường nó chỉ từ 10 tới 15 cm nước, tương đương với từ 7 tới 10 mm thủy ngân. Áp lực tĩnh mạch cửa này càng đi vào xoang gan thì nó càng giảm là bằng 10 cm nước ở tại xoang gan, và tới sâu xoang là chỉ còn 5 cm nước thôi. Ngoài ra chúng ta còn có thể thì xác định được cái việc tăng áp lực tĩnh mạch cửa thông qua cái chỉ số PPC, hay gọi là áp lực tưới máu cho gan từ tĩnh mạch cửa.
Nó là hiệu số của áp lực của tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch cửa, bình thường là từ 1 cho tới 5 mm thủy ngân. Nó được gọi là tăng áp lực tĩnh mạch cửa khi lớn hơn PPG này lớn hơn 5 mm thủy ngân. Và khi giá trị hơi lớn này này lớn hơn 5 mm thủy ngân, chúng ta còn sẽ chia ra là dưới lâm sàng khi PPG khoảng từ 6 tới 10 mm thủy ngân và rõ trên lâm sàng khi nó lớn hơn 10. Có một cái người ta đã thống kê á, là khoảng PPG khoảng 10 mm thủy ngân thì chúng ta đã có sự hình thành các giãn tĩnh mạch như là giãn tĩnh mạch thực quản, giãn tĩnh mạch trực tràng là trĩ, và khi nó 12 mm thủy ngân các sẽ gây vỡ các giãn tĩnh mạch gây bán bột. Tuy nhiên cái này là lý thuyết, trên thực tế thì chúng ta cái xác định cái PPG là cùng cũng như cái tăng được tĩnh mạch cửa này thông qua cái thủ thuật thông tĩnh mạch gan. Áp lực tĩnh mạch cái việc tăng áp lực tĩnh mạch cửa sẽ được xác định thông qua thông số độ chen áp tĩnh mạch gan HVPG, hepatic venous pressure gradients. HVPG bình thường là từ 5 tới 6 mm thủy ngân. Và trên lâm sàng chúng ta phát hiện được tăng áp lực tĩnh mạch cửa rõ khi HVPC lớn hơn hoặc bằng 12 mm thủy ngân. Nhưng HVPC sẽ không phản ánh đúng cái PPG, có nghĩa là áp lực tưới máu cho gan từ tĩnh mạch cửa khi có sự tăng kháng lực mạch máu trước xoang. Bởi vì sao? Khi có sự tăng kháng lực mạch máu trước xoang á, thì nó sẽ làm thay đổi cái áp lực của tĩnh mạch cửa, mà cái HVPC là hiệu số của tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch cửa, khi ấy nó sẽ thu hẹp làm giảm đi cái giá trị HVPC và nó sẽ không có phản ứng chính xác được. Tiếp theo mình sẽ nói về giải phẫu hệ tĩnh mạch cửa. Hệ tĩnh mạch cửa bao gồm tất cả tĩnh mạch nhận máu từ ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa là phần ở trong ổ bụng nha, và lách, tụy và từ túi mật. Bởi vì nó nhận máu từ ống tiêu hóa cho nên là những cái thức ăn hay những cái chất mà xâm nhập được từ ống tiêu hóa vào máu và muốn đi qua vào tuần hoàn chung thì nó phải qua tĩnh mạch cửa này và nó phải tới gan. Gan có nhiệm vụ là bài trừ các chất độc, tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và sẽ chọn lọc một cách hợp lý các chất để cho vào hệ tuần hoàn chung. Tĩnh mạch cửa về giải phẫu học như chúng ta xem trên hình là được hợp bởi tĩnh mạch mạc treo tràng trên và tĩnh mạch lách. Tĩnh mạch lách còn được nhận máu từ tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Ở đây tĩnh mạch cửa trước khi nó đưa máu về gan thì nó sẽ chia làm hai nhánh, nhánh trái và nhánh phải cho hai thùy của gan, và sau đó các tĩnh mạch này sẽ tập hợp ở khoảng cửa. Từ gan, máu của hệ tĩnh mạch cửa về tim để tuần hoàn khắp cơ thể. Trước khi mình qua slide kế tiếp, mình cũng lưu ý cho các bạn là ở đây chúng ta có cái là tĩnh mạch rốn, umbilical vein, là dẫn máu từ rốn là thông qua dây chằng tròn là tĩnh mạch rốn thời kỳ bào thai về gan. Tĩnh mạch này rất quan trọng trong cái việc hình thành cái tuần hoàn bàng hệ cửa chủ. Là một cái triệu chứng quan trọng trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa mà mình sẽ nói sau này. Sau này bây giờ mình sẽ nói về cơ chế bệnh sinh của hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Theo định luật Ohm, sự chênh lệch áp suất giữa hai điểm P bằng tích của lưu lượng, mình ký hiệu là Q, nhân với kháng lực của hệ là R, P bằng Q nhân R. Áp dụng cái công thức này cho hệ tĩnh mạch cửa thì sự chênh lệch áp suất giữa tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch cửa phụ thuộc vào lượng máu chảy trong hệ tĩnh mạch cửa và kháng lực của mạch máu trong hệ. Do đó có hai cơ chế thụ động do sự tắc nghẽn tăng kháng lực và chủ động tăng lưu lượng do sự tăng lưu lượng. Hai cơ chế này có thể đi riêng biệt hoặc là phối hợp với nhau để gây ra tăng áp lực tĩnh mạch cửa, nhưng chúng thường phối hợp với nhau. Đầu tiên mình nói về cơ chế thụ động là do sự tắc nghẽn hay cản trở máu lưu thông trong tĩnh mạch cửa. Trong cơ chế thụ động chúng ta lại chia làm tắc nghẽn trong gan và tắc nghẽn ngoài gan. Ở trong tắc nghẽn ngoài gan lại gồm có trên gan hay dưới gan. Ở trong tắc nghẽn trong gan thì thường gặp nhất là xơ gan,
và các bệnh gan mạn. Nguyên nhân là do sự thay đổi cấu trúc mô của gan. Ở trong gan đó, bị xơ đó có hình tình trạng xơ hóa, có hình thành nên các nốt xơ và có sự biến dạng các cấu trúc mạch máu của gan xơ, ngày càng làm cho các mạch máu nó bị hẹp, bị nghẽn lại. Bên cạnh đó còn có sự thay đổi các chất hóa học trung gian, mà đặc biệt là hai chất NO và endothelin 1. Trong đó NO là một chất giãn mạch và endothelin 1 là một chất gây co mạch. Khi đó ở trong gan sẽ có tình trạng giảm NO và tăng endothelin 1, ngày càng làm cho các mạch máu bị hẹp lại và dễ bị tắc nghẽn hơn. Các bạn cũng nên lưu ý là NO và endothelin 1 cũng quan trọng trong hình thành cơ chế chủ động trong việc tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tiếp theo đó là tắc nghẽn ngoài gan. Ngoài gan chúng ta chia làm trên gan hay dưới gan gây ra sự tắc nghẽn trong hệ tĩnh mạch. Sự tắc nghẽn này có thể do huyết khối hay do u bên ngoài nó chèn ép vào tĩnh mạch chủ dưới ở là thuộc về trên gan, hay tĩnh mạch cửa là thuộc về dưới gan. Ở đây là hình mình muốn cho các bạn xem về một gan xơ, gọi là tạo nên tình trạng tắc nghẽn gây ra cơ chế thụ động trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Ở đây các bạn có thể thấy là có một sự tắc nghẽn ở chỗ này gây ra tăng áp lực ngược dòng lên các tĩnh mạch mà đổ máu về tĩnh mạch cửa, đó là tĩnh mạch mạc treo tràng trên, tĩnh mạch lách nè, tĩnh mạch mạc treo tràng dưới nó bị giãn ra. Rồi ở đây là lách, là có sự tăng áp lực ở tĩnh mạch lách, nó sẽ gây ứ máu ở lách và nó sẽ gây lách to, đây enlargement of spleen. Đây còn ở hình này thì mình có thể thấy rõ hơn về cái giãn cái tĩnh mạch ở thực quản tâm phình vị, và là một cái triệu chứng cũng rất là quan trọng trong hội chứng tăng áp lực tĩnh cửa. Sau cơ chế thụ động chúng ta sẽ bàn về cơ chế chủ động. Cơ chế chủ động là do sự tăng lưu lượng máu chảy trong tĩnh mạch cửa. Nguyên nhân thường là do lách to, cường lách hoặc là giò động tĩnh mạch lách gây tăng lưu lượng. Chú ý muốn một cái lưu ý cho các bạn là trong xơ gan ở giai đoạn sau thì do các chất giãn mạch, ví dụ như là NO gây nên tăng tuần hoàn ở các bạn hệ tiêu hóa, vì NO là một chất gây giãn mạch, nó sẽ làm giãn các tĩnh mạch và sau đó có thể giãn các động mạch làm tăng tuần hoàn đến đó các tạng của hệ tiêu hóa và tăng lượng máu về gan, tăng lưu lượng máu cũng là một cái cơ chế gây ra tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Ở trong cái hình này các bạn có thể thấy rõ hơn những cái vấn đề mình vừa nói ha, đó là NO là giảm và endothelin 1 là tăng ở tại gan, nó gây ra sự hẹp các mạch máu, nó gây ra tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa do cơ chế thụ động, và ở các bạn là có một tình trạng tăng NO gây ra giãn mạch tăng tuần hoàn về cái tĩnh mạch cửa. Ở đây tương tự như mình đã nói ở phía trên, đó là trong xơ gan ngoài sự thay đổi về cấu trúc và chức năng của gan, còn có một sự thay đổi phức tạp của chất trung gian gây ra các đáp ứng phức tạp. Đó là ở tại gan là có sự giảm các yếu tố giãn mạch như NO và chúng ta còn có CO nữa ha, giảm đáp ứng của mạch máu gan với chúng, cũng như tăng các yếu tố co mạch như endothelin, và trong đó endothelin 1, norepinephrine, angiotensin 2 và tăng đáp ứng của giường mạch máu gan với chúng. Ở ngoài gan thì có ngược lại, có nghĩa là có sự giãn mạch tạng, có nghĩa là có sự tăng NO và tăng đáp ứng của mạch máu với NO. Bên cạnh đó còn có CO, prostaglandin, glucagon tạo nên một cơ chế chủ động là tăng lượng máu về hệ tĩnh mạch cửa. Tiếp theo là mình sẽ nói về nguyên nhân gây ra hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Theo vị trí giải phẫu học thì chúng ta sẽ phân thành các nguyên nhân gây ra hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa là có 3 nhóm: trên gan, trong gan và dưới gan. Đầu tiên là tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên gan hay còn gọi là sâu gan, thì khi ấy vị trí tắc là ở tĩnh mạch mà ở trên gan,
là sau khi cái tĩnh mạch đó nó đi ra khỏi gan rồi. Thứ hai là tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong gan hay gọi là tại gan. Trong nhóm nguyên nhân này thì nguyên nhân thường gặp là xơ gan, và ở trong cái nhóm nguyên nhân này lại chia làm các loại, đó là trước xoang, tại xoang và sau xoang. Nhóm nguyên nhân thứ ba đó là tăng áp lực tĩnh mạch cửa dưới gan hay còn gọi là trước gan, thì ở trong nhóm nguyên nhân này là nó có sự tắc nghẽn ở các tĩnh mạch mà trước khi đi vào gan. Và ở trong nhóm nguyên nhân này thì chúng ta thấy gặp hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa toàn phần là khi ở tại thân tĩnh mạch cửa, hay là khu trú là tắc tại các do tắc tại các nhánh của nó. Đây, hình này là các bạn sẽ thấy rõ hơn về ba nhóm nguyên nhân gây hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa và các bệnh trong từng nhóm nguyên nhân. Trước gan chúng ta có các nguyên nhân thường gặp là do huyết khối tĩnh mạch cửa, huyết khối tĩnh mạch lách, hay là do giò động tĩnh mạch lách. Nguyên nhân tại gan đó chúng ta như đã biết là chia làm trước xoang, tại xoang và sau xoang. Trước xoang thì là có hội chứng ban ti, xơ gan ứ mật nguyên phát. Ở tại xoang là có xơ gan và ung thư gan. Ở sau xoang là do các bệnh lý gây tắc mạch máu. Ở đây mình muốn nói một tí về cái hội chứng ban ti. Hội chứng ban ti và bệnh ban ti là hai khái niệm khác nhau. Hội chứng ban ti là còn có một là tình trạng cường lách, xơ lách, nhưng mà thường là do thứ phát do một nguyên nhân mạch máu bị xơ hóa từ trước. Còn bệnh ban ti là bệnh xơ hóa nguyên phát tại lách, gây lách, lách to, cường lách, chứ không phải do thứ phát từ một nguyên nhân mạch máu bị xơ hóa. Cho nên hội chứng ban ti, trong hội chứng ban ti chúng ta có thể có tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch lách bị xơ hóa gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa, và cũng từ các nguyên nhân này nó gây xơ hóa đến tuyến lách là do thứ phát. Cuối cùng là nhóm nguyên nhân sau gan bao gồm hội chứng Buccieri, viêm màng ngoài tuyến co thắt và tắc tĩnh mạch chủ dưới. Trong hội chứng Buccieri hay còn gọi là tắc tĩnh mạch gan thì hiện diện một cục máu đông ở trong tĩnh mạch gan, và khi này thì bệnh nhân thường hiện diện lâm sàng với chúng ta với bộ ba cổ điển, đó là đau bụng, gan to và bán bụng. Tuy nhiên ở trên bệnh nhân này thì làm phản hồi gan tĩnh mạch cổ lại âm tính để phân biệt với viêm màng ngoài tuyến co thắt. Ở đây thì các bạn có thể thấy rõ hơn về hình ảnh giải phẫu học của ba nhóm nguyên nhân. Ở đây là tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên gan hay gọi là sâu gan ở tĩnh mạch chủ dưới. Ở đây là tăng áp lực tĩnh mạch cửa dưới gan hay còn gọi là trước gan ở tĩnh mạch cửa nè, hay là ở tĩnh mạch lách chẳng hạn. Còn đây là nhóm nguyên nhân tại gan. Mình sẽ nói thêm về các nguyên nhân mà mình chưa kể thì là thường là ít gặp hơn là các nguyên nhân mình đã kể phía trên. Đó là ở sau gan là còn có suy tim phải này và hở van ba lá, nghiêm trọng nặng lắm. Nguyên nhân tại gan là còn có bệnh thoái hóa dạng bột nè, nhiễm sáng máng, schistosoma, bệnh xơ gan thì đã đề cập rồi, viêm gan do rượu nè. Và ngoài ra thì ở nguyên nhân trước gan thì mình cũng đã nói hết rồi, đó là huyết khối ở tĩnh mạch cửa, huyết khối tĩnh mạch lách. Rồi đây là bây giờ là một cái quan trọng như mình đã từng nói với các bạn, đó là biểu hiện lâm sàng. Thường chúng ta gặp một bệnh nhân bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa qua các triệu chứng điển hình, đó là tuần hoàn bệnh hẹp cửa chủ, lách to, bán bụng, giãn tĩnh mạch thực quản, tâm phình vị và trĩ. Đây hình này sẽ miêu tả rõ cho các bạn một cách cơ bản nhất về cái năm cái triệu chứng này. Rồi đầu tiên mình sẽ đi vào tuần hoàn bàn hẹp cửa chủ, là khi ấy chúng ta quan sát ở bụng là có một mạng tĩnh mạch nông dưới da xuất phát từ rốn hướng đi lan tỏa ra ngoài như hình nang hoa. Ở trên rốn, nếu mà xuất hiện trên rốn
có nghĩa là không đi ra ngoài rốn, từ rốn như hình đan hoa, thì cái dòng chảy là từ dưới lên. Còn nếu tĩnh mạch đỏ xuất hiện ở dưới rốn thì dòng chảy là từ trên xuống. Tuy nhiên chúng thường tập tất cả tĩnh mạch khi hiện diện đều thường tập trung ở vùng giữa bụng. Qua đây thì các bạn mình sẽ nói cho các bạn về cách xác định hướng dòng chảy của mạch máu. Thì các bạn có thể tham khảo cách xác định ở trong sách Mechanism of Clinical Sign rõ ràng hơn để có thể có một khái niệm rõ ràng hơn. Thì như ở đây các bạn thấy, đầu tiên các bạn sẽ chọn một tĩnh mạch gọi là tĩnh mạch thuộc hệ tuần hoàn bằng hệ nội ở da bụng của bệnh nhân. Chúng ta lấy hai ngón tay chúng ta đè lên cái tĩnh mạch đó và chúng ta đưa hai ngón tay ra xa nhau dọc theo chiều đi của tĩnh mạch. Sau đó đến bước thứ ba, chúng ta sẽ nhấc một ngón tay ra và chúng ta sẽ quan sát sự đổ đầy lại của tĩnh mạch. Nếu mà cái tĩnh mạch đổ đầy lại ngay lập tức giống như hình số 4 này này thì chứng tỏ là cái hướng dòng chảy là từ cái vị trí mà chúng ta buông tay đó chảy xuống cái tay mà chúng ta còn đang giữ. Rồi còn nếu cái tĩnh mạch hay cái mạch máu mà nó không trở lại như cũ nhanh chóng thì cái hướng dòng chảy sẽ là ngược lại. Đây các bạn có thể tham khảo rõ hơn trong hình ha. Rồi đây là cái vấn đề mình đã nói á, là nếu cái tĩnh mạch mà nó không xuất phát từ rốn đi ra ngoài theo hình đan hoa mà nó tập trung ở trên rốn thì dòng chảy sẽ là từ dưới lên. Nếu cái tĩnh mạch đó ở dưới rốn thì cái dòng chảy là từ trên xuống. Ở hình bên phải này á là nó cho các bạn thấy về tình trạng tuần hoàn bàng hệ chủ chủ dưới do sự tắc nghẽn cái tĩnh mạch chủ dưới, cái hướng đi của dòng máu chảy đó là nếu ở dưới rốn thì là từ dưới lên trên, ngược với hình bên trái này trong cái hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì máu lại là từ trên xuống dưới, từ rốn đi ra ngoài đó thì và còn ở trên rốn thì là tương tự là từ dưới lên. Là trong ở hình bên phải này thì ở dòng máu tất cả đều chảy về tĩnh mạch chủ trên. Để rõ ràng hơn thì mình sẽ nêu các bạn ở phía sau này á, ở phần tiếp theo. Đó là tuần hoàn bằng hệ chủ chủ dưới, chúng ta có thể thường thấy là ở hai bông hông bụng và chúng ta xác định cái hướng đi của dòng máu là từ dưới lên. Còn tuần hoàn bằng hệ chủ chủ trên chúng ta thường xác định ở là hai bên vùng ngực đi từ trên xuống, là các đặc điểm rất quan trọng để phân biệt tuần hoàn bàng hệ cửa chủ của hai loại này. Ở đây là sẽ có một hội chứng nhưng mà mình không chắc lắm về cách đọc tên này cho nên mình không không đọc được cho các bạn. Mong các bạn tham khảo nhìn vào là cái hội chứng này có được khi cái tĩnh mạch vùng quanh rốn nổi to tạo thành hình đầu sứa và chúng ta có thể bắt khám được cái âm thổi hay là sờ được rung miêu ở vùng rốn ở vùng tĩnh mạch này. Rồi đây là triệu chứng thứ hai mà mình muốn nói với các bạn trong cái hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đó là giãn tĩnh mạch thực quản và tâm thùn vị. Đây là cái hình ảnh của nó, cái giãn tĩnh mạch thấy được trên nội soi và đây là có một giãn tĩnh mạch có một cục máu đông fibrin đã được biết phía trên của nó. Giãn tĩnh mạch thực quản này á thì thường là ở 1/3 dưới thực quản, còn thì giãn tĩnh mạch tâm thùn vị là ở phần trên của dạ dày như các bạn biết theo cấu trúc giải phẫu. Tuy nhiên là hai cái này thì không phát hiện được trên lâm sàng mà chỉ được phát hiện khi chúng ta chụp X-quang ống tiêu hóa cản quang, được nội soi ống tiêu hóa hay chụp cản quang mạch máu hay là chụp mạch máu xóa nền DSA. Nhưng thường nhất là chúng ta chỉ phát hiện thông qua các biến chứng của cái giãn tĩnh mạch là nó bị vỡ gây ra xuất huyết tiêu hóa. Ngoài cái giãn tĩnh mạch thực quản và tâm phình vị là thường gặp nhất á thì chúng ta còn có các giãn tĩnh mạch lạc chỗ ở tá tràng, hổng tràng, hồi tràng, đại tràng, nhưng hiếm khi nó xuất hiện đơn độc mà thường là khi đó đã phát hiện được cái giãn tĩnh mạch ở thực quản, tâm phình vị rồi. Triệu chứng lâm sàng thứ ba đó là trĩ. Trĩ là do giãn các đám rối tĩnh mạch trực tràng.
Các tĩnh mạch trực tràng là sự thông nối sinh lý của hệ cửa và hệ chủ. Vị trí chúng ta có thể phát hiện trên lâm sàng thông qua việc khám hậu môn trực tràng và chính xác hơn là qua nội soi. Khi mà chúng ta khó phát hiện trĩ độ, nhất là trĩ độ 1 hoặc là độ 2. Có một cái quan trọng để là trĩ do tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì thường rất ít khi bị xuất huyết. Triệu chứng lâm sàng thứ tư đó là bán bụng. Bán bụng thường xuất hiện khi có kết hợp giảm albumin máu của hội chứng suy tế bào gan. Dịch trong bán bụng là dịch thấm. Thường như vậy, cơ chế là do tăng áp lực thủy tĩnh tại mao mạch do sự mất cân bằng lực Stirling. Như các bạn biết, lực Stirling là lực để phân phối dịch trong lòng mạch và ở mô kẽ. Hội chứng Bucherri thì ở trong hội chứng này dịch bán có nhiều đạm, tương tự như dịch tiết, vì áp lực tĩnh mạch cửa tăng cao nó ảnh hưởng tới các mạch bạch huyết, làm vỡ các mạch bạch huyết trong ổ bụng. Đạm từ mạch bạch huyết khi đó vào ổ bụng làm cho dịch giống như dịch tiết. Ở đây các bạn có thể thấy một bệnh nhân bị bán bụng, bị thoát vị rốn và có tình trạng nữ hóa tuyến vú. Và chúng ta có thể nhìn thấy sơ qua là bệnh nhân cũng bị teo cơ nữa, là cái này là do hội chứng suy tế bào gan ha. Đây ra đây các bạn có thể thấy rõ hơn bệnh nhân bị bán bụng với cái dấu gõ đục vùng thấp, là khi bệnh nhân ở tư thế đứng hoặc là tư thế nằm nghiêng bên nào thì khi đó lượng dịch được tụ ở phía dưới ở phần thấp của ổ bụng bệnh nhân, cho nên chúng ta gõ đục ở phần dưới, phần trên chúng ta gõ trong, và dưới này là một vùng diễn tiếp giữa gõ đục ở trong. Biểu hiện lâm sàng tiếp theo đó là lách to. Thì ở trong bệnh nhân chúng ta khám được lách to, tuy nhiên kích thước lách to thì chúng ta khám không có tương ứng với lại cái mức độ tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Có nghĩa là không phải lách to độ 4 hay độ 3 thì là tăng áp lực tĩnh mạch cửa lớn hơn độ 1, độ 2 chẳng hạn. Lách to là triệu chứng có thể phát hiện trên lâm sàng nhưng không phải lúc nào cũng phát hiện được, có nghĩa là có thể một bệnh nhân bị lách to nhưng đó không phải lúc nào bạn cũng phát hiện được, đặc biệt khi bệnh nhân đó có thể bị bán bụng, bị béo phì hoặc là bệnh nhân có thai. Lúc đó thì hình ảnh học chính là phương tiện để chúng ta chẩn đoán chính xác tình trạng lách to. Nếu ở lách đã to có thể dẫn đến tình trạng cường lách sau này, khi đó bệnh nhân có các triệu chứng của giảm các dòng tế bào máu, đó là xanh xao, thiếu máu, bệnh nhân chảy máu khó cầm. Ở đây là mình có bảng phân độ lách to theo HKIS, là chúng ta có thể áp dụng được trên lâm sàng vì có nhiều bảng phân độ có nhiều tài liệu, cho nên ở đây thì mình có rõ ràng theo HKIS, cho nên mình xin đưa cho các bạn đó là lách to độ 1 là khi chúng ta hít sâu chúng ta mới sờ được lách to, hít sâu vào. Độ 2 là sờ được ở trong cái khu vực mà 1 phần 2 trên giữa rốn và bờ sườn trên đường trung đồn trái chúng ta sờ được lách. Độ 3 là khi đó lách to tới rốn. Độ 4 là lách qua rốn rồi. Và độ 5 là nó tới khớp mu. Rồi, mình qua phần mới ha, là cận lâm sàng khảo sát tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đầu tiên là hình ảnh học. X quang, thực quản, cảm quang là cái đầu tiên mình sẽ nói. Trên hình các bạn sẽ thấy các khuyết hình tròn nối tiếp nhau, thường tập trung ở một đoạn 1 phần 3 dưới thực quản. Cái vị trí thạc giãn tĩnh mạch thực quản ở 1 phần 3 dưới là đặc trưng cho tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Và các tĩnh mạch này nằm nông, nó thiếu lớp cơ giải phủ nên rất dễ bị xuất huyết. Tiếp đó là siêu âm chẩn đoán. Siêu âm chẩn đoán có nhiều siêu âm, đó là siêu âm bụng và siêu âm Doppler. Siêu âm bụng thì nó rất cái giá trị để chẩn đoán tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Qua siêu âm bụng chúng ta đo kích thước tĩnh mạch cửa hay tĩnh mạch lách. Bình thường chúng bé hơn bằng 10 mm nhưng khi nó lớn hơn 12 mm đã có một sự gợi ý về tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Ngoài ra trên siêu âm bụng chúng ta còn có thể phát hiện những tuần hoàn bạn hẹp nằm nông dưới da bụng, tình trạng tái lậm tĩnh mạch rốn hay là huyết khối tĩnh mạch cửa. Đánh giá các triệu chứng xơ gan ở trên siêu âm gan và tiếp theo là trong siêu âm Doppler mạch máu chúng ta sẽ đánh giá chính xác dòng máu chảy trong tĩnh mạch cửa và có thể xác định tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. CT scan thì chúng ta
rất ít dùng để khảo sát tăng áp lực tim mạch cửa. Nhưng chúng ta khi chụp được có thể phát hiện các triệu chứng tương tự trên siêu âm với độ chính xác cao hơn nhiều. Cuối cùng trong cái hình ảnh học thì đó là chụp cản quan hẹ mạch máu. Ví dụ như là trong chúng ta có thể chụp tĩnh mạch lách cửa, bơm thuốc cản quan vào hệ tĩnh mạch lách cửa trung gian qua việc chọc dò lách và bơm trực tiếp vào tủy lách. Ở đây chúng ta có hình ảnh đẹp nhưng là rất ít dùng do chỉ có tai biến xuất huyết, bởi vì đây là một thủ thuật xâm lấn mà. Qua phần B đó là nội soi. Nội soi là đầu tiên chúng ta có tên là nội soi tiêu hóa trên, có thể phát hiện được các dãn tĩnh mạch thực quản ở 1/3 dưới thực quản và phần tâm phình vị dạ dày. Chúng ta có các dấu hiệu đỏ trên nội soi sẽ báo trước tình trạng sẽ xuất huyết của tĩnh mạch. Các dấu hiệu đỏ đó là các sọc đỏ, các vết đỏ, bóng nước tụ máu hay đỏ lan tỏa của các dãn tĩnh mạch này. Đặc biệt ở tĩnh mạch phình vị, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh giả u làm cho các người nội soi dễ nhầm lẫn trên chẩn đoán, cũng như là các bác sĩ có thể dễ nhầm lẫn và chúng ta cho nó đi sinh thiết, và tất nhiên sẽ có gây biến chứng với dãn tĩnh mạch, gây chảy máu rất là dữ dội khi sinh thiết, cho nên đây là một điều cần rất cẩn thận. Ngoài ra trên nội soi chúng ta có thể phát hiện bệnh dạ dày do tăng áp cửa. Đó là hình ảnh đá khảm, nhưng mà mình không tìm được hình cho nên cái này mình cũng không nói nhiều được cho các bạn. Mức độ chúng ta quan sát trên nội soi cũng không có phản ánh chính xác mức độ tăng áp lực tim mạch cửa. Một cái đặc điểm lưu ý về các dãn tĩnh mạch đó là các tổn thương sẽ biến mất sau khi bình thường hóa áp lực tĩnh mạch cửa. Rồi ngồi nội soi tiêu hóa trên chúng ta có nội soi hậu môn trực tràng để phát hiện trĩ. Thứ ba đó là nội soi ở bụng thì hiện nay ít dùng, chúng ta ưu tiên siêu âm hơn để nhưng mà nếu chúng ta nội soi ở bụng được, chúng ta có thể phát hiện sự phì đại và tăng phân bố mạch máu ở dây chằng tròn và phúc mạc là dấu hiệu của tăng áp lực tim mạch cửa. Ngoài ra qua nội soi ở bụng chúng ta có thể khảo sát bề mặt gan, là một cái rất quan trọng cho việc xác định tình trạng gan bị xơ. Bởi vì sao? Trên siêu âm cũng như trên xét nghiệm chức năng gan chúng ta có thể đánh giá được tình trạng gan xơ, nhưng chỉ qua nhìn thấy trực tiếp với những các nốt lớn hoặc là nốt nhỏ trên bề mặt gan chúng ta mới thể xác định cách chính xác nhất về tình trạng xơ gan của bệnh nhân. Bên cạnh hình ảnh học và nội soi thì đo áp lực tim mạch cửa cũng là một cận lâm sàng quan trọng để khảo sát tăng áp lực tim mạch cửa. Chúng ta có ba cách ở trong đó áp lực tim mạch cửa, đó là cách thứ nhất là đo trực tiếp lúc mổ, chúng ta chọc trực tiếp vào tĩnh mạch cửa để đo khi đang mổ vùng bụng. Cách thứ hai đó là chọc trực tiếp vào lách trong lúc chúng ta đang chụp hệ tĩnh mạch lách cửa, nhưng hiện nay là cũng không còn dùng là vì tai biến xuất huyết của nó. Cách thứ ba đó là thông tĩnh mạch trên gan, là một thủ thuật cũng thường dùng. Chúng ta dùng catheter luồn vào tĩnh mạch ngoại biên. Tĩnh mạch ngoại biên thường là tĩnh mạch cánh trong hay tĩnh mạch cánh tay. Từ đó chúng ta đẩy vào tĩnh mạch chủ trên và buồng tim phải đến mạch tĩnh mạch chủ dưới, rồi vào tĩnh mạch trên gan. Khi chúng ta thực hiện thủ thuật này thì có thể xác định được có tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay không nhờ vào sự chênh lệch áp lực tĩnh mạch cửa với tĩnh mạch trên gan như mình đã đề cập ở phần đầu bài, ký hiệu là HVPC. Thông tĩnh mạch trên gan trong thủ thuật này chúng ta có các khái niệm mới, đó là áp tĩnh lực tĩnh mạch trên gan mixed, áp lực tĩnh mạch trên gan tự do, áp lực tĩnh mạch trên gan mixed ký hiệu là WHVP, đo được khi catheter đưa tối đa vào một nhánh của tĩnh mạch trên gan. Khi có tắc nghẽn sau xoang, áp lực tĩnh mạch trên gan mixed bằng với áp lực tĩnh mạch cửa, cái này là gặp trong hầu hết các trường hợp xơ gan. Áp lực tĩnh mạch trên gan tự do là ký hiệu là FHVP, đo được là sau khi chúng ta đo được áp lực tĩnh mạch trên gan mixed, chúng ta rút ra cái catheter và ra khoảng vài cm thì áp lực tĩnh này tương đương với áp lực của tĩnh mạch chủ dưới cũng như áp lực tĩnh mạch trung tâm. Sau đó khi xác định được áp lực tĩnh mạch trên gan mixed và áp lực tĩnh mạch trên gan tự do, chúng ta có thể lấy hiệu số giữa chúng là chúng ta tìm ra được chênh lệch
áp lực giữa tĩnh mạch cửa với tĩnh mạch trên gan HVPG, nếu cái sự chênh lệch này lớn hơn 50 mét thủy ngân thì gọi là có tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa sau xoang. Còn nếu gradient này mà bình thường, có nghĩa là bé hơn 50 mét thủy ngân, thì có hai trường hợp, đó là không có tăng áp lực tĩnh mạch cửa hoặc là tăng áp lực tĩnh mạch cửa trước xoang mà tắc nghẽn ở trong gan hay ở ngay đoạn tĩnh mạch cửa ngoài gan. Sau khi chúng ta đã biết hết về các cái nguyên nhân triệu chứng cũng như là các cận lâm sàng để tìm ra hội chứng tăng lực mình cửa, thì chúng ta bắt đầu có một bước tiếp cận với một bệnh nhân được nghi ngờ hội chứng tăng lực tĩnh mạch cửa. Đầu tiên ở phần bệnh sử, các bạn cần lưu ý khi hỏi bệnh nhân là nên tìm các triệu chứng của xơ gan hay bệnh gan mạn như là rối loạn đông máu, vàng da, vàng mắt. Bởi vì bệnh nhân có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa cũng thường kèm theo hội chứng suy tế bào gan, cho nên đó là sẽ hướng cho chúng ta đến một chẩn đoán chính xác nhất của bệnh nhân xơ gan. Trong bệnh sử thì bệnh nhân còn có thể đến vì biến chứng của vỡ giãn tĩnh mạch thực quản gây nên xuất huyết tiêu hóa, đó là bệnh nhân có thể tiêu phân đen hay là nôn ra máu. Trong xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản thì thường là nôn ra máu đỏ tươi, máu lỏng, không có lẫn thức ăn, không có cục máu đông, thường lượng nhiều và có vị chua. Sau bệnh sử chúng ta sẽ có phần tiền căn. Ở tiền căn các bạn cần lưu ý hỏi bệnh nhân kỹ về cái tiền căn bệnh gan trước đây và các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến xơ gan cũng như tăng lực tĩnh mạch cửa cho bệnh nhân, như là uống rượu, những cái tiền căn truyền máu của bệnh nhân, những virus viêm gan xin vi B, xin vi C hoặc là xăm mình. Bên cạnh đó các bạn cũng nên lưu ý về tiền căn nội soi đã phát hiện giãn tĩnh mạch thực quản hay đã thắt cái tĩnh mạch thực quản bị vỡ từ trước. Cái này rất quan trọng bởi vì triệu chứng giãn tĩnh mạch thực quản thì chúng ta không thể phát hiện được trên lâm sàng, nhưng nếu các bạn khai thác được tiền căn thì chúng ta có thể đặt vấn đề về bệnh nhân đã có giãn tĩnh mạch thực quản. Rồi đi tới khám lâm sàng thì các bạn nên lưu ý các triệu chứng suy tế bào gan rất là thường đi kèm hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, và các triệu chứng của hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa đó là tuần hoàn bàn thể, bàn hẹp, rách to, bán bột, trĩ. Và các bạn cũng nên khám gan bệnh nhân vì bệnh nhân là bị một bệnh về gan mà. Sau đó các bạn nên chỉ định một cái cận lâm sàng thích hợp trên bệnh nhân này. Bây giờ là chắc là bài mình cũng sắp xong, cho nên mình xin tóm tắt cho các bạn những cái ý chính, ý quan trọng ở trong cái bài của mình cho tới bây giờ, để các bạn có thể ghi nhớ rõ hơn và lâu hơn. Đầu tiên, tăng áp lực tĩnh mạch cửa được xác định khi áp lực tĩnh mạch cửa vượt quá 30 cm nước, hoặc là khi áp lực tưới máu cho gan từ tĩnh mạch cửa PPC lớn hơn 50 mm thủy ngân. Có hai cơ chế tham gia và hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa là cơ chế chủ động do sự tăng lưu lượng và cơ chế thụ động do sự tăng kháng lực trong tĩnh mạch cửa. NO và endothelin 1 là các chất quan trọng trong cơ chế bệnh sinh gây nên hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa được chia thành 3 nhóm nguyên nhân: trước gan, tại gan và sau gan. Do đó khi chúng ta biện luận nguyên nhân cũng nên chia thành 3 nhóm nguyên nhân như vậy để biện luận ra các nguyên nhân của hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Lâm sàng của hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa thường biểu hiện qua các triệu chứng, đó là giãn tĩnh mạch thực quản, tâm phình vị, rách to, bán bột, tuần hoàn bàn hẹp cửa chủ. Mình xin nói thêm về chỗ này, đó là bạn có thể đặt vấn đề hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa khi trên lâm sàng bạn có càng nhiều triệu chứng càng tốt. Vì ở trường mình có nhiều cách để đặt hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cho nên là mình xin được đưa một ý mình nghĩ là được ủng hộ nhiều nhất, đó là mình có càng nhiều triệu chứng càng tốt, khoảng là 3-4 triệu chứng trở lên. Cận lâm sàng khảo sát tăng áp lực tĩnh mạch cửa chúng ta có thường dùng chính là nội soi thực quản, siêu âm bụng và thông tĩnh mạch gan. Bài của mình đến đây xin hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin mong các bạn góp ý cho cái video của tụi mình. Cảm ơn các bạn.